chúng ta đã nghe nhiều về rèn luyện kỹ năng sống. Đó là cách giúp cho trẻ có khả năng về mặt tâm lý xã hội để phán đoán và ra quyết định tích cực, nghĩa là để nói không với cái xấu. Nhưng nếu trẻ xem cái xấu ấy là tốt thì sao? Cho nên giáo dục giá trị sống là điều rất cần thiết cho giáo dục kỹ năng sống. Ngày nay, bên cạnh việc học để làm việc nhằm chuẩn bị tương lai cho cuộc sống, con người cũng cần biết nên sống ra sao, nghĩa là làm thế nào để ứng phó trước tình huống, quản lý cảm xúc, học cách giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh, làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn trong mối quan hệ, làm thế nào để thể hiện bản thân một cách tích cực lành mạnh. Tất cả những điều ấy cũng cần được trang bị, cũng cần phải tích lũy như việc học ở trường vậy. Qua 2 ngày huấn luyện ở Cồn Phù Sa, thành phố Cần Thơ, hơn 50 học viên của khóa 1 Trui Rèn và Trưởng Thành do Trung tâm Thanh Thiếu Niên Miền Nam tổ chức đã có những bài học thật ấn tượng cho riêng mình. Qua những bài tập dân vũ cho đến chương trình lửa trại, huấn luyện thể lực và kỹ năng, mối liên hệ giữa các thành viên trở nên gắn bó và thân thiết hơn. Mỗi bạn có một cảm nhận khác nhau về chương trình, nhưng nhìn chung, ai cũng đã tìm ra cho mình một giá trị của cuộc sống. Từ ngày hôm qua tới giờ thì tụi em được học rất là nhiều, đặc biệt là sáng nay em học về khả năng làm việc nhóm, thì tụi em biết được là các những cái bước để thực hiện nhóm và nhận được cái ưu khuyết điểm của mình cũng như là các bạn trong nhóm để có thể làm việc tốt hơn. Và em học tập được là không có thất bại mà chỉ có kinh nghiệm. Cùng với những cái lễ hội mà ngày hôm qua em đã được học thì em cảm nhận rõ hơn về mình, về từng phương gia đình. Và sau chuyến đi này thì em sẽ có những bài học rất là tốt để có thể mà rút ra được kinh nghiệm cho mình và có thể thay đổi hơn. Mong muốn của em khi tham gia chương trình này là sẽ có nhiều thay đổi và sẽ trưởng thành nhiều hơn, như đúng tên của chương trình là Trui Rèn và Trưởng Thành. Và nó sẽ giúp em có được niềm tin để bước vào học kỳ mới tốt hơn và học tập tốt hơn. Và chính nhờ vì điều đó mà sẽ giúp em nhận ra được chính giá trị thật của con người mình. Trước khi em chưa tham gia chương trình thì thái độ của em đối với ba mẹ và bạn bè còn rất là hời hợt. Nhưng sau khi tham gia chương trình rồi thì nhờ các anh chị và các thầy và nhờ thầy đã giúp em nhận ra được cái mối tình cảm của ba mẹ và bạn bè đối với em, và nhận ra tình yêu thương thật sự sâu sắc của họ. Đi để trưởng thành và tự tin, đi để tìm ra những giá trị yêu thương từ gia đình, thầy cô và bạn bè, đi để có thể trải nghiệm và tìm hiểu cuộc sống quanh ta diễn ra như thế nào. Đó chính là những điều mà chương trình Trui Rèn và Trưởng Thành đang hướng đến. Với ý nghĩa đó, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh và học sinh. Bên cạnh xây dựng những kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, chương trình đã giúp các bạn nhận ra giá trị của bản thân, cũng như hiểu được những giá trị xã hội thường được nhắc đến như sự tôn trọng, đoàn kết, sự trung thực, tình bạn, tính vị tha, v.v.